Thế anh cũng có công việc riêng của anh ấy, chung là anh em thì tất cả mọi cái là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đấy, thuần phong mỹ tục, mình không nên thế này, mình nói rằng nó vậy, không nên thế này, legal tích pháp, rồi là sinh ra những cái mà bất đồng Nhưng trên. mà chào thật mình chào tất cả mọi người nhé, mọi người chào mình không thể nào mình Em chào xem, được nhiều. chào Hôm tất qua cả mọi live, người hôm qua live trên cho mấy cổ xe bò nó lại lên TikTok rồi. Đấy, ba đi đi đi. Đấy, vừa qua live xin một tí để chào hỏi em thử thử cái kênh một tí mà mình đã lại lên TikTok rồi, chả hiểu được gì. Đây là hoa mắt đấy. Mình thì chuẩn bị ra sản phẩm lệ cây ba rồi nhỉ, đã chuẩn bị ra sản phẩm lệ cây ba. Có rất nhiều người trong cái thời gian vừa rồi, có nhiều người cứ còn thắc mắc ấy, vì thấy mình chơi với cả nhiều các anh em ở ngoài xã hội, bởi vì con người của Tiên thì tính ở bộ đội, tính của mình là cởi mở, làm gì gần gũi, thì đi thì có nhiều anh em quý, và anh em quý mình thì đương nhiên mình phải quý lại thôi. Các mọi người cứ bảo rằng là ngày giờ là chơi với cả ngày xưa này kia là quên anh chúng tôi, nhưng mày còn thắc mày muốn tiếp này.